Sau đây là phần tin Việt Nam được mở đầu với Julie. Việt Nam lập cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản, thu nhập để chống tham nhũng. Cổng thông tin điện tử của Chính phủ Cộng sản Việt Nam cho biết, ngày 28 tháng 3, một quyết định do Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký theo đó, Chính phủ Việt Nam phê duyệt đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập. Cổng thông tin nói rằng việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia mới này có mục đích hiện đại hóa chuyển đổi số, thiết lập hạ tầng công nghệ thông tin để hệ thống hóa, cập nhật lưu trữ và cung cấp chính xác, đầy đủ kịp thời các dữ liệu về kê khai, xác minh tài sản, thu nhập. Thực hiện đề án này là góp phần phòng ngừa, phát hiện, giải quyết nạn tham nhũng theo pháp luật đề phòng chống tham nhũng. Cổng thông tin của Chính phủ Việt Nam nói thêm rằng các bên thực hiện đề án hoặc chịu ảnh hưởng từ đề án là các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập, người có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập, cơ quan tổ chức đơn vị cá nhân khác có liên quan trong kiểm soát tài sản thu nhập. Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản thu nhập được xây dựng, lưu trữ và quản lý tập trung tại Thanh tra Chính phủ. Chính phủ nhắm đến hoàn thành số hóa, lưu trữ 100% bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai trong 2 năm 2024 và 2025, và sau năm 2025 sẽ thực hiện chuyển đổi số 100% đối với công tác kiểm soát tài sản thu nhập. Được biết, theo đánh giá của Tổ chức Minh Bạch Quốc tế, trong năm 2021, Việt Nam bị xếp vào vị trí thứ 81 trong số 180 nước và vùng lãnh thổ được xếp hạng về mức độ tham nhũng. Chiếc áo dài Việt Nam lần đầu có mặt trên thảm đỏ của Oscar. Diễn viên người Mỹ gốc Việt Kelly Marie Trần diện chiếc áo dài khi xuất hiện trên thảm đỏ tại lễ trao giải Oscar ở tại Los Angeles vào hôm 27 tháng 3. Và theo nhà thiết kế trang phục cho ngôi sao của Star Wars, đây là lần đầu tiên mà trang phục truyền thống của Việt Nam có mặt tại một sự kiện lớn nhất của làng điện ảnh thế giới. Kelly là một trong những diễn viên khách mời của lễ trao giải điện ảnh được mong đợi nhất trong năm đã diễn ra tại nhà hát Dolby. Lần đầu tiên được tổ chức theo phương thức truyền thống sau hơn 2 năm không có MC và không có khán giả do đại dịch Covid-19. Tới dự lễ trao giải, Kelly, người lồng tiếng cho nhân vật Raya trong bộ phim Raya and the Last Dragon, được đề cử cho hạng mục phim hoạt hình hay nhất tại Oscar năm nay, đã tham dự với chiếc áo dài được thiết kế riêng cho cô. Và nhà thiết kế Thái Nguyễn cho biết trên trang Facebook cá nhân là đây là lần đầu tiên áo dài Việt Nam xuất hiện trên thảm đỏ của đêm trao giải Oscar, kèm theo những tấm ảnh của nữ diễn viên gốc Việt trong chiếc áo dài màu xanh, đính ren và cườm cùng với khăn đóng trên đầu. Kelly cũng đã mặc chiếc áo dài truyền thống của Việt Nam với khăn đóng do Thái Nguyễn, cũng là một nhà thiết kế trang phục cho Paris by Night khi tham dự lễ ra mắt bộ phim Raya vào hồi năm ngoái. Nhà thiết kế người Mỹ gốc Việt cho biết anh và nhóm của anh đã phải làm việc liên tục trong 48 tiếng đồng hồ để mà thiết kế chiếc áo dài mà Kelly muốn làm cho cô trông giống như một nàng công chúa Việt Nam, tương tự như nhân vật Raya mà cô lồng tiếng. GDP của Việt Nam tăng hơn 5% trong quý 1. Vào sáng ngày 29 tháng 3, Tổng cục Thống kê Việt Nam tổ chức họp báo công bố số liệu kinh tế xã hội Việt Nam quý 1. Tốc độ tăng GDP quý 1 đã vượt mức 4.72% của quý 1 năm 2021 và 3.66% của quý 1 năm 2020, nhưng vẫn thấp hơn tốc độ tăng 6.85% của quý 1 năm 2019. Trước đó, các chuyên gia của văn phòng nghiên cứu kinh tế vĩ mô Asian Plus 3 AMOR, gồm 10 nước ASEAN và 3 đối tác Trung Cộng, bao gồm Hồng Kông, Nhật Bản và Nam Hàn, vẫn duy trì tầm nhìn tích cực và dự đoán tăng trưởng kinh tế năm 2022 của khối sẽ là 4.9%, chỉ thấp hơn rất ít so với con số 5% được đưa ra trong bản cập nhật tháng 10 năm 2021. Trong các nước, Việt Nam được dự đoán sẽ có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất khu vực với mức là 7.5% trong năm 2022, sau khi chỉ đạt 2.6% trong năm 2021. Với mức tăng trưởng này, Việt Nam vượt qua Malaysia 6.7% và Cambodia 6.6% để đứng đầu khu vực nhờ động lực chính đến từ tốc độ bao phủ vaccine nhanh, chính sách linh hoạt hơn giữa hai mục tiêu bảo vệ sức khỏe người dân và hồi phục nền kinh tế cùng hoạt động xuất cảng ổn định.
ngân hàng HSBC cũng đưa ra kỳ vọng Việt Nam sẽ lấy lại đà tăng trưởng vững vàng ở mức 6.5% trong năm 2022, mặc dù sự lây lan của biến chủng Omicron đặt ra nhiều rủi ro cho cả Việt Nam lẫn thế giới. Chủ tịch của tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết bị bắt giữ với cáo buộc là thao túng chứng khoán. Chủ tịch tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết vào hôm nay đã bị khởi tố, bắt giữ với cáo buộc là thao túng và che giấu thông tin chứng khoán. Ông Quyết đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C01 truy truy cứu trách nhiệm hình sự về việc thao túng thị trường. Theo Điều 211 của Bộ Luật Hình sự, Bộ Công an cho hay là cùng với ông Quyết thì nhiều cá nhân thuộc công ty cổ phần tập đoàn FLC, công ty cổ phần chứng khoán BOS và các công ty đang bị điều tra về hành vi thao túng thị trường chứng khoán, che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán, trong sai phạm xảy ra vào ngày 10 tháng 1. Việc làm của những người này đã bị CEO One cho rằng gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam. Nhà chức trách đã khám chỗ ở, nơi làm việc tại 21 địa điểm với nhiều người liên quan. Trước đó thì vào ngày 10 tháng 1, Chủ tịch FLC đã bị phát hiện là bán ra gần 75 triệu cổ phiếu FLC nhưng không công bố thông tin trước đó. Và tối cùng ngày thì Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết mới nhận được báo cáo nên đã quyết định phong tỏa tài khoản của người đứng đầu FLC từ hôm sau. Và Sở Giao dịch Chứng khoán của Sài Gòn HOSE vào ngày 11 tháng 1 đã ra thông báo hủy bỏ giao dịch này. Và đến ngày 12 tháng 1 thì nhiều nhà đầu tư đã được hoàn lại tiền đã mua. Vào ngày 17 tháng 1 thì ông Quyết bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt 1.5 tỷ đồng. Và đây là mức cao nhất theo quy định hiện hành về chứng khoán và đình chỉ giao dịch 5 tháng. Vào hồi tháng 11 năm 2017 thì ông Quyết từng bị phạt 65 triệu đồng vì bán 57 triệu cổ phiếu mà không báo với cơ quan quản lý thị trường. Ông Quyết năm nay 47 tuổi, khởi nghiệp với nghề luật sư khi cùng các cộng sự mở văn phòng luật SMIC vào năm 2001. Năm 2008 thì ông lập một loạt doanh nghiệp, thương hiệu FLC được hình thành vào đầu năm 2010 dựa trên việc hợp nhất các doanh nghiệp trên. Sạt lở sông Ô Môn ở Cần Thơ, 4 căn nhà bị nhấn chìm. Vào trưa ngày 28 tháng 3, vụ sạt lở bờ sông Ô Môn tại khu vực 5 phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ đã làm ảnh hưởng đến 5 căn nhà, trong đó có 4 căn bị nhấn chìm xuống sông. Khu vực sạt lở nằm gần dốc cầu Ô Môn, thành phố Cần Thơ, nơi có nhiều nhà dân cất và sinh sống cặp bờ sông. Điểm sạt lở có chiều dài khoảng 40 mét, ăn sâu vào bờ hơn 10 mét. Theo người dân địa phương, bờ sông ở vị trí có dấu hiệu sạt lở nhiều năm nay nên cũng đã có những bước để đề phòng. Trước vụ sạt lở khoảng 10 ngày, các căn nhà bị sạt lở cũng đã xuất hiện dấu hiệu rạn nứt nên một số gia đình đã dọn đi nơi khác. Chỉ còn một hộ làm nghề buôn bán đã ở lại. Đến trưa ngày 28 tháng 3, bờ sông bất ngờ bị sụp xuống. Dãy nhà liền kề gồm 5 căn có 4 căn bị nhấn chìm xuống sông. Vụ sạt lở ước tính thiệt hại gần 1 tỷ đồng. Khởi công cây cầu Rạch Miễu 2, cây cầu tổng vốn đầu tư là 5.200 tỷ đồng, đã vượt sông Tiền, nối Tiền Giang với Bến Tre, khởi công vào sáng ngày 29 tháng 3, dự kiến là sẽ hoàn thành sau 3 năm. Chiếc cầu Rạch Miễu 2 xây cách cầu Rạch Miễu hiện hữu gần 4 km về phía thượng lưu, và công trình này dài hơn 17 km. Điểm đầu tại ngã tư Đồng Tâm là giao điểm của quốc lộ 1 với đường tỉnh 870 thuộc huyện Châu Thành, Tiền Giang, và điểm cuối là nằm trên quốc lộ 60, đoạn gần với cầu Hàm Luông thuộc Bến Tre. Chiếc cầu chính trên sông Tiền và kết cấu những dây treo dài gần 2 km, rộng 21.5 m, 4 làn xe và thiết kế cho thời gian khai thác 100 năm. Phần cầu vượt sông Mỹ Tho thì dài 456 m với 4 làn xe. Riêng đường dẫn trên tuyến có 4 làn dành cho ô tô, 2 làn hỗn hợp, và dự án còn có 4 cái cầu phụ, mỗi cầu rộng 20.5 m, gồm có Xoài Hột, Ba Lai, Tam Sơn và Sông Mã. Có khoảng 62 ha đất thuộc Tiền Giang và Bến Tre liên quan đến dự án được giải tỏa. Đây là chiếc cầu thứ 7 bắc qua sông Tiền
sau cây cầu Rạch Miễu, Cao Lãnh thuộc Đồng Tháp, Mỹ Thuận nối Vĩnh Long với Tiền Giang, Mỹ Thuận 2 thì đang xây dựng, Hàm Luông tại Bến Tre, Cổ Chiên thì nối Bến Tre với Trà Vinh. Bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin chiều nay của Huỳnh Việt TV. Xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã theo dõi và kính chúc quý vị một buổi tối an lành.